Chào mừng các em đến với bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu về chủ đề hô hấp. Ở chủ đề này, các em sẽ tìm hiểu các nội dung chính như sau. Thứ nhất, các em tìm hiểu về hô hấp và các cơ quan hô hấp. Nội dung thứ hai là hoạt động hô hấp và thứ ba đó là thực hành hô hấp nhân tạo. Thì trong chủ đề này, trong sách giáo khoa đã được giảm tải bớt bài 22, đó là vệ sinh hô hấp, thì các em có thể tìm hiểu nội dung kiến thức bài này trong sách giáo khoa. Và hôm nay thì các em được tìm hiểu về nội dung hô hấp và các cơ quan hô hấp ở tiết học hôm nay. Thì trong tiết học này các em tìm hiểu hai nội dung chính, thứ nhất là khái niệm về hô hấp, thứ hai các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng. Thì ở mục 2 này các em sẽ được giảm tải ở phần mục 2 bảng 20, các em tự đọc phần này cũng như là cái lệnh tam giác trang 66, không yêu cầu các em trả lời, do đó trong bài học cô không đề cập tới. Bây giờ các em thử suy nghĩ xem, cho cô biết nhờ đâu cơ thể chúng ta có thể lấy vào khí oxy và thải khí carbonic ra ngoài cơ thể. Cơ thể ta có thể lấy khí oxy và thải khí carbonic là nhờ vào hoạt động của hệ hô hấp. Và hệ hô hấp hoạt động ra sao? Và những cơ quan nào trong cơ thể của chúng ta cấu tạo nên hệ hô hấp thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trọng tâm trong bài học hôm nay nhé. Phần 1 nhỏ, chúng ta tìm hiểu về khái niệm hô hấp. Các em quan sát cho cô, đây là sơ đồ có trong sách giáo khoa, hình 20.1. Thì ở hình này, chúng ta thấy đây là sơ đồ cho biết ý nghĩa sự biến đổi của các chất dinh dưỡng thành năng lượng. Thì các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ trong cơ thể của chúng ta như là glucid, lipid, protein. Và quá trình biến đổi chất dinh dưỡng thành năng lượng này đó được gọi là quá trình oxy hóa của các chất hữu cơ. Vậy suy nghĩ, các em thử trả lời cho cô câu hỏi sau. Quá trình oxy hóa hợp chất hữu cơ thành năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào thì có sự tham gia của chất gì? Qua sơ đồ này chúng ta trả lời cho cô xem có sự tham gia của chất gì? Đó chính là tham gia của cái khí oxy. Vậy thì quá trình oxy hóa những cái hợp chất hữu cơ như là glucid, lipid, protein để tạo thành năng lượng thì có sự tham gia của khí oxy ha. Vậy thì nhờ hoạt động nào mà cơ thể lấy được khí oxy cũng như thải khí carbonic ra môi trường ngoài? Đó chính là nhờ hoạt động hít vào và thở ra của cơ thể. Và cái hoạt động này người ta gọi đó là hô hấp. Vậy các em cho cô biết hô hấp là gì? Hô hấp là quá trình cung cấp oxy cho các tế bào của cơ thể và thải ra khí carbonic ra môi trường ngoài. Giống như các em nhìn trên sơ đồ ha. Đây là cái hoạt động hô hấp. Vậy thì cái hoạt động hô hấp có liên quan như thế nào với hoạt động sống của tế bào và cơ thể? Thì các em xem cái thông tin trên màn hình này cho cô. Đây là hoạt động hô hấp. Khi mà hô hấp thì các bạn cũng thấy rằng là gì? Phân giải những cái hợp chất hữu cơ như là glucid, lipid. Nhờ vào khí, trong quá trình đó thì nhờ vào cái khí oxy đã tạo ra khí carbonic và năng lượng cho cơ thể hoạt động. Vậy thì hoạt động hô hấp nó sẽ liên quan tới hoạt động sống của tế bào. Đó là nhờ có hô hấp mà oxy được lấy vào để oxy hóa những cái hợp chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần thiết cho một hoạt động sống của cơ thể. Vậy thì quá trình hô hấp gồm có những giai đoạn chính nào? Thì các em xem cho cô cái hình trong sách giáo khoa, hình 20.1, đây là sơ đồ các giai đoạn chủ yếu trong quá trình hô hấp.
đây, trong quá trình hô hấp thì các em thấy là oxy được vào và khí carbonic được thải ra, đúng không? Thì trong cái sơ đồ này cho chúng ta thấy hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu, đó là giai đoạn thứ nhất đó là sự thở, hay còn gọi là sự thông khí ở phổi. Và giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn trao đổi khí ở phổi. Đây, khi mà sự thở được diễn ra đó là không khí được vào, đúng không? Thì có sự trao đổi khí ở phổi, khí carbonic được thải ra ngoài. Trao đổi khí ở phổi, các bạn lưu ý ha. Và cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn trao đổi khí ở tế bào. Thì các em xem, các em nhìn kỹ cái sơ đồ hô hấp như sau. Đây là sự thở. Khí được hít vào. Thì tại phổi thì các bạn thấy là gì? Có sự trao đổi đổi khí. Cái oxy sẽ được vào máu. Đưa vào tim ha. Và oxy sẽ được đưa vào các tế bào. Tại đây các tế bào sẽ trao đổi khí xong, sẽ đưa các khí carbonic trở về thì tim và đưa ra phổi và được thải ra môi trường ngoài. Các em cho cô biết sự thở có ý nghĩa gì đối với hô hấp? Chúng ta thấy rằng là sự thở giúp cho thông khí ở phổi, ngoài ra còn tạo điều kiện cho sự trao đổi khí diễn ra liên tục ở tế bào. Để chúng ta vận dụng kiến thức này, thử giải thích cho cô câu hỏi sau. Đó là nếu chúng ta chỉ cần ngừng thở khoảng 3 đến 5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng còn có oxy để mà nhận nữa. Máu qua phổi chẳng còn. Đúng rồi, chúng ta thấy là gì? Trong 3 đến 5 phút mà nếu ngừng thở thì không khí trong phổi cũng ngừng lưu thông nha các em. Nhưng mà lúc này tim sao? Tim nó vẫn không ngừng đập. Máu không ngừng lưu thông qua các mạch, mao mạch ở phổi. Sự trao đổi khí ở phổi cũng không ngừng diễn ra. Và oxy trong không khí ở phổi cũng không ngừng khuếch tán vào máu. Và khí carbonic cũng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Bởi vậy cái nồng độ oxy trong không khí ở phổi nó sẽ hạ thấp tới mức không đủ áp lực để mà khuếch tán vào máu nữa. Thì lúc này chúng ta thấy sao? Máu không có, qua phổi nó sẽ chẳng còn có oxy để mà nhận nữa. Vậy theo các em, nhờ đâu mà nhà du hành vũ trụ hoặc là người lính cứu hỏa hoặc là người thợ lặn họ có thể hoạt động bình thường trong môi trường mà thiếu oxy? Thiếu oxy tức là trong không gian vũ trụ, trong đám cháy và dưới đáy đại dương á, thì oxy nó thiếu ha. Vậy theo các em thì lúc này những người này họ sẽ cần hỗ trợ tới gì các em? Khi mà ở trong không gian vũ trụ hoặc trong đám cháy hoặc là dưới đáy đại dương thì nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa cũng như người thợ lặn lúc này họ sẽ mang theo cái bình gọi là bình khí oxy dự phòng để mà hoạt động hô hấp diễn ra bình thường nhé các em. Tìm hiểu xong kiến thức về hô hấp, giờ chúng ta chốt nội dung kiến thức và ghi vào vở nhé. Thứ nhất, chúng ta thấy khái niệm hô hấp là quá trình cung cấp oxy cho các tế bào của cơ thể và thải khí carbonic ra môi trường ngoài. Thứ hai, hô hấp gồm 3 giai đoạn, đó là sự thở, sự trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào. Các em ghi nội dung, dừng video và ghi nội dung vào vở nhé. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, tìm hiểu các cơ quan trong hệ hô hấp và chức năng của chúng. Đây là hình 20.2 về cấu tạo tổng thể của hệ hô hấp ở người. Và hình 20.3 đây là cấu tạo chi tiết của phế nang nơi diễn ra sự trao đổi khí ở phổi. Và chúng ta thấy rằng là trong cái phần này, trong hệ hô hấp ở người thì gồm có hai phần chính nha các em. Đó là hai lá phổi và đường dẫn khí. Thì đường dẫn khí là gồm có nhất là phần mũi, rồi đến họng hay là hầu các em, rồi đến thanh quản, đây là cái nắp thanh quản này, còn đây là thanh quản, rồi theo đó là khí quản và phế quản, đây là phế quản. Và cái phế quản này cấu tạo chi tiết thì các em quan sát qua hình kế bên,
Đó. Đây là cái động mạch phổi mang máu nghèo oxy, còn đây là tĩnh mạch phổi mang máu giàu oxy. Đây là cái mao mạch máu, okay. Đây là phế nang. Rồi các em quan sát về hai lá phổi thì các em có biết rằng là thể tích phổi chỉ đạt từ 5 đến 6 lít, nhưng tổng diện tích bề mặt trao đổi khí ở phổi có thể đạt tới 70 đến 80 mét vuông, tức là gấp 40 đến 50 lần diện tích bề mặt của cơ thể. Ngoài ra phổi thì dạ xốp các em, xốp có khả năng nở rộng, tức là rất là nhẹ, có thể là nổi được trên mặt nước. Và có khoảng 700 đến 800 triệu phế nang cấu tạo nên phổi. Cho nên đây các bạn thấy những cái túi phế nang, đây là phế nang, có khoảng 700 đến 800 triệu phế nang cấu tạo nên phổi, làm tăng cái bề mặt trao đổi khí ở phổi hơn. Vậy các em thử cho cô biết cái chức năng của hai lá phổi đây là gì, hay chức năng của phổi là gì? À, chức năng của phổi đó là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài. Đây là chức năng của phổi, ok. Sát tới phần thứ hai của hệ hô hấp, đó là đường dẫn khí. Thì đường dẫn khí thì đầu tiên khí sẽ vào từ mũi vào theo họng, rồi tới thanh quản, khí quản, rồi tới phế quản. Thì đường dẫn khí có chức năng gì? Theo các em đường dẫn khí có chức năng gì? Đường dẫn khí có chức năng đó là ngăn bụi, làm ẩm cái không khí. Ngoài ra diệt khuẩn trước khi vào phổi. Đó là ở phần mũi các em thấy có những cái có nhiều cái lông để cản bụi á, tức là khí khi vào là vào mũi trước, đúng không các em? Trong không khí thì chúng ta thấy là khi hít vào thì nhờ có mũi có những cái lông mũi, cho nên nó sẽ cản bớt bụi lại. Rồi ngoài ra mũi nó còn nhiều cái tuyến tiết dịch nhầy để cản bụi. Do đó nó có thể diệt khuẩn và tạo được cái độ ẩm. Rồi mũi còn chứa nhiều cái mao mạch để sưởi ấm nữa các em. Do đó không khí khi hít vào dẫn không khí. Rồi chức năng của đường dẫn khí đó là dẫn khí vào và ra, làm ấm không khí đi vào và bảo vệ phổi. Đây là cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người. Thì các em chốt lại cái nội dung chính, các cái hệ cơ, các cơ quan trong cái hệ hô hấp và chức năng của chúng thì chúng ta vừa tìm hiểu xong rồi. Vậy đây chúng ta thấy đây là khoang mũi. Thì đây là họng. Thứ ba thì chúng ta biết được là thanh quản. Thứ tư này là khí quản. Và thứ năm này là phế quản. Vậy thì thứ 6 chúng ta biết đây là lá phổi bên trái ha. Và số 7 đây là lá phổi bên phải. Đây là toàn bộ các hệ cơ quan của hệ hô hấp. Thì chúng ta chốt lại nội dung chính và ghi vào vở. Vậy hệ hô hấp sẽ gồm có hai lá phổi, chức năng đó là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường. Thứ hai đó là gồm có đường dẫn khí. Đường dẫn khí gồm có mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản. Và chức năng đó là dẫn khí vào ra, làm ấm không khí đi vào và bảo vệ phổi. Các em ghi nội dung vào vở nha. Chúng ta chốt lại nội dung của bài học hôm nay. Thì trong cái hệ hô hấp, khái niệm thì chúng ta nhớ hệ hô hấp là cung cấp oxy và loại ra khí carbonic ra môi trường ngoài. Rồi trong hệ hô hấp gồm có 3 quá trình, là 3 giai đoạn chủ yếu. Thứ nhất là sự thở, thứ hai là sự trao đổi khí ở phổi, và thứ ba đó là trao đổi khí ở tế bào. Rồi các cơ quan của hệ hô hấp gồm có đường dẫn khí và hai lá phổi. Thì đường dẫn khí gồm có mũi, họng, thanh quản, khí quản và phế quản. Lá phổi gồm có lá phổi phải và lá phổi trái. Thì phần liên hệ thực tế đối với bài học hôm nay thì chúng ta lưu ý với kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu, thì chúng ta thấy rằng là không nên vừa ăn mà vừa nói chuyện. Bởi vì sao không nên vừa ăn mà vừa nói chuyện với các em? Bởi vì khi ăn thì cái cơm
cái chỗ yết hầu của em, nó có một cái miếng xương mềm gọi là lưỡi gà, nó có khả năng tự đóng kín miệng khí quản để làm thức ăn đi vào thực quản được thuận lợi hơn. Nếu như ta vừa ăn vừa nói vừa cười thì khí quản nó phụ trách hô hấp, nó sẽ phải làm việc, thì cái lưỡi gà sẽ mở ra, thức ăn dễ bị sặc, thức ăn vào nó dễ bị sặc trong khí quản, và đẩy thức ăn trong khí quản ra sẽ nguy cơ nguy hiểm cho tính mạng của chúng ta. Và thứ hai, chúng ta thấy rằng là chúng ta không nên nhịn thở lâu. Có những thợ lặn các em thấy là phải đem theo bình oxy đúng không? Hoặc là chúng ta bơi, hoặc là chúng ta thở mà nhịn thở lâu thì nó sẽ không tốt, vì có thể gây ra những cái vấn đề tiêu cực. Như khi một người mà nín thở thì lượng cái lượng khí carbonic các em thích ngày càng nhiều á, thì đến một cái mức nào đó thì cái lượng khí này nó phải chịu giải phóng, tạo ra cái phản xạ khiến các cái cơ kiểm soát cái sự hô hấp nó bị co thắt lại. Và những cái cơn co thắt này nó gây đau và khiến cho chúng ta thở hổn hển khoảng vài phút, nó không tốt ha. Và một điều nữa chúng ta lưu ý là nên thở bằng mũi, cũng không nên thở bằng miệng nha các em. Như lúc nãy cô có nói, vì chúng ta thở bằng mũi thì chúng ta có thể lọc được những cái khí trong cái không khí nó cũng có bụi, thì được lọc từ bắt đầu từ cái mũi của mình, có những cái lông để mà cản bớt những cái bụi lại. Và ngoài ra mũi nó có thể tiết chất nhờn để diệt bớt vi khuẩn trước khi vào bên trong để bảo vệ phổi của chúng ta ha. Vậy để kiểm tra kiến thức các em tìm hiểu bài ở đâu, cô có hai câu hỏi đánh giá. Thứ nhất, chúng ta cho cô học. Thứ nhất, chúng ta trả lời cho cô câu hỏi quá trình hô hấp thì bao gồm có: A, sự thở và sự trao đổi khí ở phổi; B, sự thở và sự trao đổi khí ở tế bào; C, sự trao đổi khí ở phổi và sự trao đổi khí ở tế bào; và D, sự thở, sự trao đổi khí ở tế bào, sự trao đổi khí ở phổi. Như vậy chúng ta chọn đáp án nào. Quá trình hô hấp chúng ta nhớ là gồm có 3 giai đoạn nha. Đó là đáp án. Và câu hỏi số 2, hệ hô hấp thì gồm có mấy phần? Thì chắc chắn chúng ta còn nhớ đúng không nào? Đó là gồm có 2 phần. Đó là đường dẫn khí và ngoài lá phổi. Rồi, vậy bài học của chúng ta đến đây là hết. Các em nhớ ghi bài đầy đủ vào vở nhé. Học bài trả lời các câu hỏi 134-67 sách giáo khoa. Và các em xem trước cho cô bài 21 hoạt động hô hấp. Rồi cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.